Xin chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi trang địa phương huyện Phú Ninh và trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là nội dung chương trình. Hội đồng Nhân dân huyện Phú Ninh khóa 12 tổ chức kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Kỳ họp đã thảo luận và thông qua 5 nghị quyết về xây dựng huyện Phú Ninh đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 hướng đến kiểu mẫu năm 2030, nghị quyết về nội dung tỷ lệ hỗ trợ để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, về kế hoạch sử dụng đất năm 2023, nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường mẫu giáo Anh Thơ giai đoạn 1. Năm 2022, huyện Phú Ninh đầu tư 14 danh mục công trình xây dựng nông thôn mới, trong đó 5 danh mục về giao thông, 5 danh mục về thủy lợi và phòng chống thiên tai, 4 danh mục về môi trường và an toàn thực phẩm, với tổng vốn hơn 6,6 tỷ đồng. Theo tỷ lệ vốn đối ứng, Trung ương tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện 20%, ngân sách xã và huy động khác 10%, theo tổng mức đầu tư hoặc dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng về nghị quyết xây dựng huyện Phú Ninh đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025 hướng đến kiểu mẫu năm 2030, tổng nhu cầu vốn để xây dựng hơn 1.230 tỷ đồng. Tại huyện Phú Ninh, cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp cơ sở cũng đã tăng cường tổ chức đối thoại giúp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, góp ý, phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Tại xã Tam Đài, cấp ủy chính quyền, mặt trận địa phương đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên phụ nữ về xây dựng nông thôn mới và thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em. 14 lượt ý kiến kiến nghị với cấp ủy chính quyền và được ghi nhận trả lời, trong đó tập trung các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu. Trong đó có nhiều tiêu chí, phụ nữ là chủ thể chính, do vậy cần có chính sách cụ thể để khích lệ, tạo điều kiện cho phụ nữ thực hiện. Hệ thống thoát nước cho các tuyến kênh dọc đường bê tông chưa đảm bảo, gây sạt lở khi có mưa lớn, ảnh hưởng đến sản xuất của bà con. Tình trạng quản lý điện cục bộ ở một số điểm chưa phù hợp, chưa đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư. Cần xây dựng thêm các khu vui chơi tập luyện cho trẻ em và người già. Công tác phòng chống bạo lực, tình trạng ly hôn chiếm tỷ lệ cao, bạo lực học đường còn xảy ra. Cần tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề để nâng cao ý thức với học sinh. Nhiều năm qua, với sự đóng góp tích cực của cán bộ, công nhân viên chức và người dân, sự đồng hành của các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, Quỹ vì người nghèo của huyện Phú Ninh đã trở thành phao cứu sinh để nhiều hộ vươn lên thoát nghèo và góp phần cùng huyện nhà thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội. Đến giờ ông Võ Đan không hết vui mừng vì đã thoát được nghèo, nhà cửa được hỗ trợ xây dựng khang trang, kinh tế gia đình dần phát triển ổn định. Năm 2019, ông là hộ đồng bào dân tộc nghèo của thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh. Nhưng với quyết tâm vươn lên để thoát nghèo, ông đã dùng số vốn và phương tiện sinh kế từ mặt trận hỗ trợ để chăn nuôi thêm heo, gà và trồng rừng. Hiện nay, hàng năm trừ chi phí, ông cũng dư ra vài 30 triệu đồng. Năm nhà nước hỗ trợ tôi cái nhỏ đó, năm mà con bò để chăn nuôi để con ăn hạt sau này và như kia cho trong gia đình. Và cũng đó cũng thiếu khổ cũng nhờ nhà nước. Hàng năm thông qua nhiều hình thức, Phú Ninh đã vận động kêu gọi ủng hộ quỹ vì người nghèo đạt kết quả tích cực, từ đó đã giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là sửa chữa, xây dựng nhà ở, hỗ trợ sản xuất, trao phương tiện sinh kế, khám chữa bệnh, thực hiện chương trình an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện. Gia đình em là hộ nghèo vì nhà trước đây là nhà cửa thì cũng hư hẳn, mưa lụt là năm 2018 là không có chỗ trú, nên là em cũng nguyện vọng của em cũng muốn là một cái chỗ để trú mưa trú bão cho ba mẹ con. Cũng vì thương hoàn cảnh gia đình em nghèo khổ nên trên huyện và xã đã quan tâm giúp đỡ hỗ trợ cho em để em làm được một ngôi nhà khang trang và bây giờ đã có đầy đủ chỗ mẹ con trú bão. Em thật sự rất cảm ơn các chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho ba mẹ con em trong để có một ngôi nhà như thế này.
Từ năm 2019 đến nay, Quỹ vì người nghèo của huyện đã vận động hơn 4,6 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 55 nhà trị giá hơn 1,6 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa 65 nhà đại đoàn kết, kinh phí gần 800 triệu đồng. Hỗ trợ phương tiện sinh kế, học sinh vượt khó học giỏi 254 trường hợp, số tiền gần 350 triệu đồng. Hỗ trợ khám chữa bệnh 79 trường hợp, trên 230 triệu đồng. Thăm hỏi tặng quà 1.432 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất, số tiền gần 500 triệu đồng và nhiều chương trình hỗ trợ đột xuất khác. Ngoài ra, nhân các dịp lễ Tết, hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xã thị trấn vận động tiếp nhận trên 6.450 xuất quà, tổng trị giá trên 3,2 tỷ đồng. Cuộc vận động xây dựng quỹ vì người nghèo trên đoàn của huyện luôn được các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân và đặc biệt là các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ, ủng hộ tích cực trong hơn 3 năm qua, 2019 cho đến nay, thì số tiền huy động được bình quân mỗi năm trên 1 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, rồi hỗ trợ về các phương tiện sản xuất, rồi phương tiện sinh kế để các hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Và thực tế nhiều hộ cũng đã từ đó cũng đã vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định. Quỹ vì người nghèo đã tạo nguồn lực lớn để hỗ trợ người lao động vươn lên thoát nghèo và là minh chứng để mọi cá nhân, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cảm thấy sự san sẻ của mình đã đến đúng người, đúng mục đích. Quỹ vì người nghèo chắc chắn sẽ đón nhận ngày càng nhiều hơn những tấm lòng vàng để giúp người nghèo có thêm nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Chương trình xin được chuyển sang các thông tin khác. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Ninh tổ chức cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2022-2027. 80 thí sinh đến từ 11 xã thị trấn trên địa bàn huyện tham gia 92 câu hỏi chính và câu hỏi phụ để tìm ra thí sinh và các đội xuất sắc nhất. Cuộc thi nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ hội viên phụ nữ về nội dung nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, thể hiện tính năng động sáng tạo của mỗi địa phương trong việc đề ra phương hướng giải pháp, triển khai thực hiện nghị quyết, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên phụ nữ. Đơn vị Tam Phước đã giành giải nhất, Tam Lãnh đạt giải nhì, giải ba xã Tâm Vinh và ba giải khuyến khích cho các đơn vị. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Ninh ra mắt câu lạc bộ Phụ nữ khởi nghiệp và tổ chức trưng bày sản phẩm tiêu biểu do hội viên sản xuất trong năm 2022. Câu lạc bộ Phụ nữ khởi nghiệp Phú Ninh gồm 20 thành viên do bà Trương Thị Mỹ Yến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Ninh làm chủ nhiệm, là nơi kết nối chị em trên địa bàn huyện đang khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế, là nữ doanh nghiệp, các thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, các mô hình sản xuất, giúp chị em có sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, đồng thời khơi dậy tinh thần, sức mạnh nội lực, hỗ trợ phụ nữ mạnh dạn lên ý tưởng sáng tạo để phát triển kinh tế. Nhiều sản phẩm do phụ nữ làm chủ cũng được giới thiệu, kết nối trong khuôn khổ buổi ra mắt. Đây là những sản phẩm sáng tạo có giá trị trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe sắc đẹp, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, đã có mặt trên thị trường và dần khẳng định được thương hiệu riêng tại địa phương. Tận dụng lợi thế đất đai nông nghiệp bằng sức trẻ và dám thử thách, nhiều mô hình khởi nghiệp làm kinh tế giỏi đã được dựng nên từ bàn tay và khối óc của thanh niên Phú Ninh. Với ý tưởng phát triển kinh tế gia đình bằng cách chăn nuôi, anh Nguyễn Tấn Thương, thôn Đại An, xã Tam Đại, từ bỏ nghề làm công nhân may với mức thu nhập ổn định, mạnh dạn vay vốn để xây dựng trang trại nuôi thỏ. Không có kiến thức chuyên môn nên để giải quyết các vấn đề khó khăn trong chăm sóc vật nuôi, anh Thương tìm tòi học hỏi từ những chủ trang trại thỏ và tự học trên mạng internet, dần đúc rút kinh nghiệm cho riêng mình. Trải qua nhiều khó khăn trong thời gian đầu và với tính cần cù chịu khó, anh Thương đã từng bước gầy dựng trang trại hơn 300 m2 với 120 cặp thỏ sinh sản.
Sau mỗi lứa đẻ anh nuôi để xuất bán khoảng 200 thỏ thương phẩm với khoảng 4 tạ thịt, thu về 40 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí chăm nuôi, lợi nhuận 15 triệu đồng một tháng. Mới đầu là cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Là như là thỏ bét về là mình chưa rõ là nguồn thức ăn của hắn, là dễ bị đau bụng, hô hụt cũng nhiều. Từ đó là mình kiếm được nguồn thức ăn của hắn là nắng ít bệnh tật, nhân thêm nhân đoàn lên. Hiện tại là đang dự định phát triển thêm 150 né sinh sản, 1.000 thỏ thịt. Anh Lê Ngọc Phước, thôn Cẩm Long, xã Tam Lộc, khởi nghiệp thành công trên chính mảnh đất quê hương mình. Trong một lần đi tham quan các tỉnh miền Tây Nam Bộ, anh Phước nhận thấy gà ác là vật nuôi dễ tính, tỷ lệ rủi ro thấp, tiêu tốn ít thức ăn. Đặc biệt, trứng của gà ác bổ dưỡng được nhiều người ưa chuộng, nhưng ở quê mình ít người phát triển mô hình này. Năm 2020, anh bắt tay vào xây dựng trang trại 100m² và nuôi thử nghiệm 1.000 con. Khi cho được kết quả khả quan, anh tiếp tục mở rộng diện tích trang trại và quy mô đàn gà. Hiện nay, bình quân mỗi ngày, trang trại cho ra 1.300 trứng. Với giá bán hiện nay, 2.700 đồng một trứng. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng gia đình anh thu về lợi nhuận 30 triệu đồng. Hiện anh Phước đang chuẩn bị mở rộng thêm quy mô trang trại. Sản phẩm trứng gà ác Ngọc Diệp của anh đang thực hiện các quy trình để công nhận đạt chuẩn OCOP. Trong thời gian nuôi thì cũng có rất nhiều khó khăn, về đặc biệt là về đầu ra trứng. Nhưng qua thời gian cố gắng để phát triển thị trường và đầu ra cho sản phẩm thì hiện tại thì sản phẩm của em thì thấy cũng đang phát triển tốt và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì trứng là chất lượng thơm ngon. Không riêng gì mô hình phát triển kinh tế của anh Thương, anh Phước, trên địa bàn huyện Phú Ninh còn có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả khác xuất phát từ bàn tay thanh niên. Điển hình như mô hình chăn nuôi tổng hợp của anh Đoàn Thanh Lâm, xã Tam Phước, nuôi gà công nghiệp của anh Nguyễn Đức Trí, xã Tam Lộc, cho thu nhập ổn định gần 300 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra còn có mô hình thiết kế sân vườn, đúc chậu hoa cây cảnh của anh Nguyễn Thanh Phát, xã Tam Dân, giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Ban Thường vụ huyện đoàn đã thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện, tổ chức nhiều lớp tập huấn, tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. Qua đó đã tổ chức được 15 lớp tập huấn tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 11.800 thanh niên. Và trong đó có 1.300 thanh niên đã có việc làm ổn định và có 273 thanh niên tham gia xuất khẩu lao động. Ngoài ra, Ban Thường vụ huyện đoàn còn hỗ trợ 12 dự án ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn huyện và thường xuyên tổ chức các hoạt động một cách linh hoạt, sáng tạo như các hoạt động tập huấn khởi sự doanh nghiệp, tổ chức hành trình khởi nghiệp, chuyến xe khởi nghiệp, tổ chức giao lưu câu lạc bộ khởi nghiệp trên địa bàn huyện và các đơn vị bạn để tạo điều kiện cho thanh niên học tập. Trong thời gian vừa qua thì Ban Thường vụ huyện đoàn Phú Ninh cũng đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, ngân hàng và các quỹ hỗ trợ thanh niên để tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn. Qua đó đã hỗ trợ được 36 dự án với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng. Với khát vọng vươn lên lập thân lập nghiệp, tin rằng ngày càng nhiều thanh niên Phú Ninh sẽ đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, làm giàu cho gia đình và chung tay phát triển quê hương giàu đẹp. Chương trình truyền hình huyện Phú Ninh phát đài sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.